Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Phân của chúng mình. Lớp học hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp diễn tấu phiến âm hay còn gọi là âm thiên. Ở bài học thứ nhất, chúng ta có nói qua tổng cộng có 3 loại âm sắc gồm tản âm, áng âm và phiến âm. Sau khi học qua về tản âm và áng âm, chúng ta đến học phiến âm. Phiến âm là dùng tay trái của chúng ta chạm lên cầm huy nào đó trong 13 vị trí cầm huy này, sau đó nhẹ nhàng mà chạm nhẹ, đồng thời dùng tay phải gậy vào dây đàn. Sau khi tay trái có thể cảm nhận được sợi dây đàn rung động, thì tay trái lập tức nhấc lên. Vì vậy, điểm khó của phiến âm là vấn đề kết hợp đồng thời của tay trái và tay phải. Chúng ta không được nhấc tay lên quá sớm, như vậy sẽ biến thành tản âm. Cũng không được nhấc tay lên quá chậm, như vậy phiến âm sẽ biến thành từng phần âm mỏng. Khi tay trái cảm nhận được sự rung động của dây đàn thì lập tức nhấc tay lên. Trong tất cả nhạc khí truyền thống của cổ cầm thì phiến âm là xuất hiện nhiều nhất trong nhạc khúc. Một cây dây đàn của cổ cầm sẽ có 13 cầm huy. Nếu như không tính thêm cầm huy bên ngoài của phiến âm thì cổ cầm tổng cộng 91 điểm phiến âm. Tại vị trí ở giữa của cổ cầm có cầm huy lớn nhất là cầm huy thứ 7 làm trung tâm. Qua trái hay qua phải chính là điểm huy thứ 8 và điểm huy thứ 6. Lần lượt chiêu theo kỹ thuật trên mà tiến hành. Lấy cầm huy thứ 7 làm trục. Cầm huy phía hai bên này là điểm huy thứ 8 và điểm huy thứ 6 là cùng một âm. Lấy cầm huy thứ 7 làm trục, cầm huy 9 và ở trên là cầm huy 5 cùng là cùng một âm. Đồng dạng cầm huy 10 và cầm huy 4. Đều là đồng dạng cùng một âm. Bạn có thể dùng kỹ thuật đối xứng này để lên dây đàn cho chuẩn. Phiến âm yêu cầu chúng ta sử dụng đầu 5 ngón tay để chạm nhẹ: ngón đại, ngón nhân, ngón trung, ngón danh. Đầu tiên, chúng ta nói về ngón nhân. Về ngón nhân, chúng ta sử dụng phần thịt nhô ra ở ngón nhân, tại vị trí mập mạp nhất của ngón tay, đặt lên dây đàn. Kỳ thực, ngón trung và ngón nhân cũng là tương tự nhau. Về ngón danh, kỹ thuật ấn cũng tương đồng như vậy. Nó sẽ do phần thịt hướng ra ngoài và ấn lên chỗ này. Vị trí ấn âm cũng tương tự như vậy. Tư thế tay cũng đồng dạng như vậy. Về ngón đại, tư thế tay của ngón đại là giống với tư thế tay của kỹ thuật áng âm của ngón đại. Tuy nhiên, nó lại không giống khi chúng ta đụng vào dây đàn, mà phần thịt của ngón đại khi đặt lên dây đàn sẽ không giống với tư thế đặt nghiêng một nửa mà ấn dây huyền. Nó toàn bộ là dùng phần thịt này để tiếp xúc đụng vào dây đàn, là tại giữa phần đốt ngón tay này và phần trên của móng tay và phần da chính là vị trí này. Trên đây là bài tập về phương pháp diễn tấu phiến âm. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.